Hello, xin chào các bạn nha. Nói chung là hôm nay sẽ là một clip lên YouTube sau bao nhiêu ngày mà tôi không có làm YouTube nữa các bạn ơi. Thì đối với các bạn, hôm nay tôi sẽ đi đâu các bạn? Trong nước. Thì ngược lại là các bạn, ghe quốc tế. Đây, ghe quốc tế đây các bạn. Ok, nói chung là hôm nay sẽ có một cái chuyến mà gọi là lần đầu tiên đi nước ngoài của Thảo Ghe. Và người đang cầm máy là bè Châu các bạn ơi. Châu quét không làm YouTube, sẽ có một cái dịp gọi là hai đứa tôi mới đặt cái vé đi Singapore ngày hôm qua luôn. Nó thiệt là hôm qua luôn. Hai đứa nào hứng lên đi qua đó đó, gọi là mình thử vô cái Apple Store đó mua một cái iPhone 14 các bạn. Chịu chơi không? Ok. Nó rất là chịu chơi luôn. Bây giờ quay qua anh sẵn làm clip ẩm thực cho cái kênh TikTok luôn. Mọi người nhớ vô kênh TikTok của Thảo Ghe và Châu đây để xem TikTok nha. Nên hai đứa tôi là chuyến sang đó để làm TikTok rồi. Chứ YouTube làm bây giờ nói chung là cũng có view á, nhưng mà ít quá. Bên đó giờ tôi đang hot lắm nha, nhớ vô coi nha. Rồi ok, bây giờ đang ở trong bên ghe quốc tế để chuẩn bị đi đi qua Singapore. Nếu mà đi nước ngoài là phải cần có passport các bạn ơi. Nói chung là tôi thực sự là không có biết thủ tục đi nước ngoài luôn, lần đầu tiên đi luôn á các bạn. Bây giờ là đang mò mò đường này và đi kiếm vietjet thôi. Xong cái phần thủ tục này, bây giờ là sẽ đi kiếm mấy cửa và đợi tới giờ khởi hành thôi. Đây, để quay hành công. Nói chung là lần đầu tiên đi máy bay đi ra ga quốc tế là một. Như là lần đầu tiên mà trải nghiệm thứ đi xin các bạn. Không có chuẩn bị thủ tục gì gấp rút lắm các bạn ơi. Cứ nghĩ là đặt vé mà cầu may luôn á. Nếu như mà không đi được là đi về trong tâm lý đó luôn á. Nhưng mà để thành công. Rồi, giờ đợi tới giờ lên sân bay là đi thôi các bạn ơi. Ok các bạn nha, để tới Singapore. Ui, sao chờ kìa, mình chờ cũng khó. Là tụi tôi đã đến rồi nhưng mà giờ không biết đường đi luôn. Hai đứa tôi đi mà trong đèo không biết là sẽ giờ đi đâu gì đâu luôn á. Làm sao để quay được Apple Store cũng không biết luôn. Rồi đi cầu may thôi các bạn đi cháu. Hành lý. Hả? Hành lý. Mất dụm cái gì? Ok các bạn nha, để cho các bạn quay. Để vô được cái một cái iStudio của bên sân bay thôi, chưa vô được cái ở bên chính thức của bên Apple. Nhưng mà nói chung là cũng đã làm demo các bạn. Full bao nhiêu đi? Có 1.800 thôi. Có 1.681 thôi các bạn. Là tầm có gần 70 triệu thôi. Ui, sao rẻ thế? Tai nghe Apple. Sao vậy? Sorry. Thường cái là đền mỏi luôn. Màu tím này. Mắm tôm. Ốc lên rồi nè, coi giá thử. Ốc lên có 70 đô à, 70 đô, 75 cho có một, hơn 1 triệu một xíu các bạn ơi. Với là đĩa luôn. Đó vượt qua hải quan các kiểu thôi các bạn ơi. Nói chung là hồi nãy giờ tôi không biết tiếng Anh á. Anh em biết tôi làm sao nữa mà có thể vượt qua được hải quan không? Tôi đứng tôi nói này nè. Yeah. Nói như là những cái như là một cái bán kịch câm vậy các bạn. Cuối cùng người ta nấu khó chịu, hết nắc luôn. Không thể nào chịu được nữa là cho tôi đi luôn. Ok, đây một thác nước rất là đẹp. Thác nước đẹp cực kỳ luôn. Thì tôi sẽ đi thử một ít nước và đem về Việt Nam các bạn ơi. Thác nước đâu rồi ta? Hành trình đi kiếm một cái tàu điện ngầm mà lâu quá các bạn ơi. Đi từ lúc hồi nãy đáp cánh là lúc 10 giờ Singapore mà bây giờ là gần 2 giờ Singapore rồi, vẫn chưa kiếm được 4 tiếng, vẫn chưa kiếm được cái tàu luôn. Rồi đây các bạn, tôi đã đổi được tiền Singapore. Đây là 50 đô xin nha, thì cũng rẻ hơn đô la nhiều luôn. Bây giờ là đang xuống đây mua vé tàu điện ngầm. Rồi ok các bạn, mình phải trao lên được cái tàu điện ngầm rồi. Tàu điện ngầm rồi. Là mà tiên tôi đi luôn các bạn ơi. Ok. Nói chung là nhìn cái outfit bên sông hoa của một người cái tàu nhìn ghê quá. Rồi ok, nó được tàu rồi nha các bạn. Rồi đây các bạn ơi, đây là cái thẻ đi tàu rất là dễ thương luôn. 10 đô la là một thẻ nha. 10 đô, 20 đô tất cả. Đang chuẩn bị que tới bên kia. Để xếp tới Apple Store rồi. Đi đi. Go. Thì bây giờ tụi tôi đang đi thuê khách sạn để mà ở nha. Có một cái sự thật là anh em nào đi Singapore rồi chắc chắn sẽ biết điều này. Khách sạn bên Singapore cực kỳ mắc luôn. Cái phòng gọi là 1.700.000 ở Việt Nam mình đúng không? Nhiều khi là mình ở một cái phòng luxury luôn á. Anh em coi YouTube của tôi còn thấy rồi. Tôi đi những cái tin á, 1.700.000 đến 2.000.000 là phòng rất là VIP luôn. Ở bên này
phòng ở cái khu gọi là Orchard này á, 6 triệu là cái phòng bình thường. Bây giờ tôi đang đi thơ một cái phòng hết sức bình thường, chỉ có tầm gần 200 đô ở bên Orchard này, Orchard này thôi. Để tới được cái khách sạn này, nói chung là thôi rất là may mắn luôn. Thực sự là kiếm trên Traveloka hết tất cả các khách sạn luôn, khách sạn này là ổn áp nhất. Bây giờ là buổi tối ở Singapore, đêm đầu tiên của tôi, và ngày mai tôi bay về luôn rồi. Mục đích chính của tôi là vô đây để mua iPhone, nhưng mà thật sự là qua bên này tôi đã bị hớ rồi, không mua được iPhone các bạn ơi, mà tốn là 10 triệu tiền chi phí. Cuối cùng là nếu như mà tôi mua iPhone tại thành phố Hồ Chí Minh á, là thật sự là 10 triệu này là chỉ cần bỏ thêm tầm 30 triệu nữa là 40 triệu là mua được một cái iPhone rồi. Nhưng mà qua đây tốn 10 triệu và vẫn không mua được iPhone. Nếu bây giờ tôi mua iPhone ở thành phố Hồ Chí Minh là thành là tôi sẽ bị lố hơn tới 10 triệu, là thành là mua một cái iPhone tới 50 triệu. Thật là quá là ngốc đi. Nhưng mà qua bên đây bạn, nó mới có một cái rất là hay luôn. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần 50 nghìn thôi là mình có thể ăn no. Nhưng mà qua đây, đây tôi mua một chút xíu đồ như thế này, là chỉ có snack và sữa với lại là mì gói thôi, hết 400.000 đồng. Nói chung là do là đại khái là mình muốn làm một cái bài toán quy đổi cho vui thôi. Chứ thật ra là ở đây người ta làm nhiều tiền hơn thì người ta sẽ phải tiêu cái đồng tiền nó như thế này. Còn ở Việt Nam mình đồng tiền mình nó làm ít hơn thì nó phải tiêu ít hơn, chứ không phải là đang nói là ở bên này sao chém rồi gì nha, không có. Thật ra là nó giá trị nó là tầm tương đương. Ly mì trị giá khoảng cỡ 70-80 nghìn, ở Việt Nam thì chỉ có 12 nghìn thôi. Khá là thơm các bạn ơi. Singapore gì rồi thì nói chung là xui quá các bạn ơi. Tôi đi rất là nhanh luôn, tôi đặt vé ngày hôm trước, ngày hôm sau tôi đi và hôm nay tôi về, thì là trong vòng là 3 ngày. Đó, nói chung là tiêu tốn hết là gần 15 triệu các bạn. Gần 15 triệu ở Singapore, gần hết 15 triệu. Vẫn chưa mua được con iPhone luôn. Nhưng mà bây giờ tức quá. Ngày mai tôi sẽ book máy bay sang Thái Lan luôn cho bỏ tức. Cho dù bây giờ quay bến thì bây giờ nói chung tính cỡ nào vẫn có lời anh em. Vẫn có lời nha. Ví dụ như bây giờ là con máy tôi mua bản thường thôi, 128GB thôi, 31 triệu. Cả 15 triệu này cả 15 triệu vô lỗ Mỹ rồi. 15 triệu là bao nhiêu không? Là 46 triệu là mua đồ về qua Thái Lan giờ bèo bèo nãy là 2 giấy 35 triệu nữa rồi chết rồi, 51 triệu rồi các bạn ơi. 51 rồi mua được con 1T, 51 triệu là mua được tới con 1T luôn á. Ui tôi chết, tôi dám cường lực đồ luôn á. Sao mình tính về quá non, tại nãy mình tính cỡ nào mà ra có không thí mẹ rồi. Nó giỡn thôi chứ thật ra thôi quyết định là đi Thái Lan luôn, sẵn là đi phải mua cho được con iPhone rồi các bạn. Đón chờ clip mà đi Thái Lan của tôi nha. Thì từ từ sẵn đây thôi, lỡ rồi giới thiệu một cái luôn thì hồi bữa giờ không có lên clip, nhưng mà nói chung tôi mới phát triển ra cái dòng hàng gọi là summer các bạn. Thì nói chung là quần nè, rồi áo sơ mi rồi nè, rất là đẹp luôn đó. Với lại có kênh TikTok cũng được 1 triệu view rồi, anh em nhắn lên nhắn thảo ghè lẹ ra rồi nó dọn theo dõi chào đây nữa, chào đây nữa, rồi tin summer tâm trạng nữa, rồi kênh summer bán hàng nữa, rồi còn gì nữa không? Châu đây. Châu đây đâu? Châu đây hai lần với mày, VR một lần thôi, VR hai lần như vậy. Rồi ok, thôi vậy nha các bạn. Rồi thôi giờ tôi đang chuẩn bị livestream bán hàng chiếu. Sáng mai tôi đi sớm. Sáng mai là 8 giờ tôi lại bay qua sang Thái Lan nữa rồi. Rồi xem rồi đó bên đó có gì hay ho thì tôi sẽ quay lại cho các bạn xem luôn. Được không? Rồi ok, chốt đơn vậy ha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.